Hoài Thương xin kính chào và cảm ơn quý khán thính giả đã quay trở lại với chương trình phân tích và bình luận trong ngày hôm nay của chúng tôi. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Kính mời quý vị đến với bài viết của blogger Người Buôn Gió. Tại sao Bộ Quốc phòng phải điều 5 đơn vị vào điều tra cái chết của quân nhân Trần Đức Đô? Kính thưa quý vị, người ta hay gọi những người dài dột là thằng Bơm. Thổi nhỏ đọc bài thơ thằng Bơm với phụ ông, tôi thấy Bơm đúng là dài lắm. Đến khi lớn lên thì tôi mới hiểu thằng Bơm trong ca dao ấy quá hiểu lẽ đời. Làm sao mà quạt mo lại đổi được ba bò chín trâu, đến sâu cá me còn không đổi được nữa là một bè gỗ lim. Thằng Bơm biết phụ ông lừa đảo, nếu nó nhận cái quạt mo đổi lấy ba bò chín trâu thì phụ ông sẽ nuốt lời hứa, và nếu có đem ra cho ai nghe thì chẳng ai tin cái quạt mo đổi lấy ba bò chín trâu cả. Nên mãi đến hòn xôi thì Bơm ta mới ư, hòn xôi thì có thể hiện diện ngay trên tay như cái quạt mo trên tay Bơm. Trao cái nuốt ực vào bụng là xong, trị giá tương đương mà ăn chắc ngay được, chứ ba bò chín trâu thì hoang đường quá. Hôm nay báo chí đưa tin 5 đơn vị điều tra độc lập, trích báo Vietnamnet.vn. Kết quả khẳng định này khi nhận tử thi, bố quân nhân Trần Đức Đô cũng ký nhận. Còn tất cả những tình tiết khác cũng như nguyên nhân chúng ta phải chờ cơ quan điều tra. Các cơ quan sẽ thực hiện theo đúng trình tự tố tụng, có sự phối hợp và kết luận rõ ràng. Đề cập về các đơn vị đang vào cuộc điều tra, Đại tá Thìn cho biết, có 5 đơn vị đang vào cuộc gồm Phòng Điều tra Hình sự Quân khu 1, Cục Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng, Cục Bảo vệ An ninh Quân đội Bộ Quốc phòng, Viện Pháp y Quân đội và Công an tỉnh Thái Nguyên. Nhiều người bày tỏ sự vui mừng, họ tin rằng sự thật sẽ được sáng tỏ. Trần Đức Đô bị đánh chết hay do tự vẫn, công lý sẽ hiện diện một cách công bằng. Hỡi ôi, có bao nhiêu người đã quên bài học của thằng Bơm? Một cái chết chỉ tìm nguyên nhân giữa bị đánh và treo cổ tự vẫn. Sao phải đến 5 đơn vị điều tra vào cuộc cơ chứ? Khác nào một cái quạt mo mà mang ba bò chín trâu ra đổi. Đâu phải kỳ án gì mà phải từng ấy đơn vị vào cuộc. Nếu là chết tự vẫn hay là bị đánh chết thì mắt thường người ta cũng kết luận được ngay. Một bác sĩ đa khoa cấp huyện cũng có thể khẳng định được. Vậy mà mang từng ấy lực lượng hùng hậu ra để làm gì? Để trấn an người dân ư? Có thể việc huy động từng ấy lực lượng trấn an được những người thiếu hiểu biết, hoặc là nó giúp cho những kẻ định hướng dư luận có cơ sở để trấn áp những bức xúc của dư luận. Chứ đối với người hiểu biết, họ thấy đáng sợ cái chế độ này hơn. Người ta phải rờn người khiếp sợ, không phải vì nền y khoa cơ bản của đất nước này khá kém cỏi, không phân biệt được chết do bị đánh hay là do tự vẫn. Mà người ta kinh sợ vì cách sức thua một lực lượng hung hầu tinh nhuệ chuyên môn ra để xử lý một việc đơn giản. Chỉ 10 phút, một bác sĩ đa khoa cấp huyện nhận định xong chết do tự vẫn hay là bị đánh chết. Thế mà cả lực lượng hùng hậu, tinh nhuệ và chuyên môn cao vào cuộc. Đến khi người chết đã chết rồi mà vẫn chưa ra kết quả tự vẫn hay là bị đánh chết. Chỉ có một đáp án với thắc mắc trên, đó là 5 đơn vị điều tra ấy được tung ra là để tìm cách dừng lên một cách giải thích phù hợp với chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Tức là nếu cấp lãnh đạo cao cấp họp, họ căn cứ tình hình dư luận, đánh giá mọi chiều hướng, tác động tốt xấu. Họ đồng ý là vụ này Trần Đức Đô bị đánh chết. Lập tức 5 cái đoàn kia sẽ vẽ lên một kịch bản hợp lý là do Đô mâu thuẫn với đồng đội, rồi rủ nhau vào rừng đánh nhau và bị đánh chết. Đồng đội sợ tội la toáng lên là Đô tự tử. Trong lúc khẩn trương chữa trị, cán bộ chỉ huy đã theo lời lính mà nói lại với gia đình. Còn nếu cấp lãnh đạo cao nhất cân nhắc mọi lợi hại và quyết định cho Đô tự vẫn, thì 5 đoàn kia sẽ dừng hiện trường giả, cùng nhau vẽ lên một kịch bản thật chặt, lường trước mọi câu hỏi của dư luận để có cách trả lời. Sẽ có nhân chứng kể rằng Đô thường có những động thái bất thường như là khóc, buồn hay là nói thổ lộ gì đó về cái chết, rồi có sợi dây bị lấy từ đâu. Có cách treo cổ trên cây keo như thế nào cho hợp lý. Các bạn nên nhớ, trưởng ban tuyên giáo của Đảng bây giờ là một thượng tướng của Tổng cục Chính trị Quân đội chuyển sang, phó trưởng ban cũng xuất thân là một tướng quân đội, giờ còn là Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Đứng đầu Quân ủy Trung ương, đơn vị đầu não của Bộ Quốc phòng, đó là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Khi phụ ông mang ba bò chín trâu ra để đổi cái quạt mo, thì bơm không có hòn xôi nào hết, chỉ có sự lừa đảo mà thôi. Khi người ta đã mang cả năm đơn vị hùng hậu ra để tìm nguyên nhân cái chết của cháu Trần Đức Đô, thì gia đình cháu và người dân cả nước không có sự thật nào về cái chết của cháu hết, chỉ có sự gian trá để đánh lừa dư luận mà thôi. Phải thế không, ông Phú Trọng? Và kính thưa quý vị, gia đình chôn cất quân nhân Trần Đức Đô không tiết lộ cam kết của quân đội. Quân nhân Trần Đức Đô, người đã chết trong hoàn cảnh gây nhiều nghi vấn, vừa được gia đình đưa đi an táng vào chiều ngày 1 tháng 7. Một người dì của quân nhân này xác nhận thông tin với VOA. Người dì có tên là Trang cho hay, anh Đô, 19 tuổi, được chôn cất tại Nghĩa Trang thôn Đại Hội, phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Như VOA đã đưa tin, bà Trang và người thân của anh Đô trong 3 ngày vừa qua đăng nhiều bài cũng như hình ảnh và video lên mạng xã hội cáo buộc rằng anh bị tra tấn dã man và bị đánh chết tại một đơn vị của quân đội đóng quân tại tỉnh Thái Nguyên. Đơn vị này thông báo cho gia đình rằng anh Đô thắt cổ từ từ vào hôm 28 tháng 6. Theo lời thuật lại của bà Trang, tuy nhiên phía gia đình căn cứ vào tình trạng thi thể của anh Đô có nhiều vết thương toàn là chỗ hiểm, đã khẳng định là anh bị giết hại và đã có kẻ tạo hiện trường giả. Trong khi đó, thì trường quân sự quân khu 1 ra báo cáo chính thức về cái chết của quân nhân Trần Đức Đô, được báo chí nhà nước Việt Nam trích đăng. Trong đó cho hay rằng, trong một buổi huấn luyện ở thao trường Bàn Đạt, tỉnh Thái Nguyên, anh Đô xin phép đơn vị ra ngoài để đi vệ sinh vào lúc 14 giờ ngày 28 tháng 6. Và sau đó khoảng 30 phút, thì đơn vị tìm thấy anh Đô trong tư thế treo cổ tự tử trên cây phía sau khu vệ sinh của thao trường. Quân nhân này được đưa đi bệnh viện Gang Thép Thái Nguyên để cấp cứu, nhưng lúc 15 giờ 30 cùng ngày, bệnh viện thông báo là không cứu được, vẫn theo báo cáo của đơn vị quân đội. Trong các ngày từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 6, dì Trang của anh Đô đăng nhiều bài và video lên mạng xã hội thể hiện rằng gia đình anh không thấy thuyết phục về thông tin của đơn vị quân đội. Họ mong muốn có một cuộc điều tra nghiêm túc, bao gồm cả khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong và minh oan cho anh Đô. Thông tin trên mạng xã hội cho thấy, gia đình của anh Đô ban đầu muốn bảo quản thi thể của anh nhằm giữ lại các chứng cứ. Họ đã liên lạc với các nhà xác trong khu vực nhưng đều bị từ chối và vì vậy đã phải mua tủ đông để làm việc này. Tuy nhiên thì theo tường thuật của báo chí trong nước, sau khi các đại diện của quân đội và chính quyền địa phương gặp mặt tuyên truyền vận động với gia đình, họ đã tổ chức an táng anh Đô vào lúc 14 giờ ngày 1 tháng 7. VOV cố gắng tìm hiểu qua dì Trang của anh Đô, xem là phía quân đội và chính quyền có cam kết như thế nào với gia đình về việc làm rõ cái chết của anh và được bà trả lời. Cái này thì gia đình chúng tôi không thể tiết lộ được vì quân đội họ đang làm việc với bố mẹ của quân nhân Trần Đức Đô. Tôi không có ở đấy, cũng không nắm rõ được. Bà Trang nói thêm với VOV rằng, ở thời điểm hiện nay báo chí khó có thể tiếp xúc được với bố mẹ của anh Đô vì họ đang rất buồn bã, không muốn gặp ai cả. Nói với báo chí Việt Nam về vụ này, Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1, cho hay cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng đã vào cuộc điều tra. Vẫn báo chí trong nước dẫn lời của Đại tá Nguyễn Xuân Thìn, trưởng phòng tuyên huấn quân khu 1, cho biết rằng có 4 đơn vị đang tham gia điều tra về vụ quân nhân trẻ Trần Đức Đô tử vong. Các cơ quan này sẽ nhận định, đánh giá trên cơ sở khoa học để đưa ra kết luận chính xác, khách quan về nguyên nhân làm cho anh Đô tử vong, theo tin trên các báo trong nước. Cảm ơn quý vị đã xem đến cuối bản tin ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình tiếp theo của chúng tôi.